Thủ môn trẻ Trần Trung Kiên góp công lớn giúp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa đương kim vô địch Nam Định. Ở màn chạm trán thuộc dòng Basilic 2024-2025 trên sân Pleiku Home 28 tháng 9, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của thủ thành Trần Trung Kiên sang trang. Từ sau khi anh cùng đồng đội đăng quang giải U21 quốc gia 2024, trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai chia tay thủ môn kỳ cựu Bùi Tiến Dũng sau mùa giải 2023-2024 và thủ thành Phan Đình Vũ hại dính chấn thương nặng, Trung Kiên được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trao cơ hội thi đấu trong đội hình xuất phát của đội 1 với chiều cao ấn tượng 1,91m cùng tài phản xạ cứu thua xuất thần. Thủ môn 21 tuổi thi đấu chững chạc, tự tin khi đối đầu với các chân sút thượng thừa của sân chơi V-League. Trải qua 3 vòng đấu, Trung Kiên là thủ môn duy nhất giữ sạch lưới, góp công lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn ngôi đầu bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận bất bại, bao gồm 2 chiến thắng thuyết phục trước Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An. Trước đó, thủ môn sinh năm 2003 không thể cạnh tranh vị trí xuất phát với các đàn anh giàu kinh nghiệm như Tuấn Linh, Tiến Dũng, Văn Lợi hay Vũ Hải. Trung Kiên được hít thở bầu không khí V-League từ mùa giải 2023, song với vai trò là thủ môn dự bị, chỉ vỏn vẹn 8 lần được ra sân thi đấu trước khi trở thành người gác đền số 1 của Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi Hoàng Anh Gia Lai không thành công trong việc đàm phán chiêu mộ Bùi Tiến Dũng trước thềm mùa giải 2024-2025, Trung Kiên được ban huấn luyện thử nghiệm ở chuyến tập huấn du đấu tại Thái Lan. Sau màn trình diễn xuất sắc ở sân chơi trẻ quốc gia, thủ môn gốc Hưng Yên tiếp tục ghi điểm khi thể hiện khả năng ra vào, làm chủ không gian hợp lý, bay nhảy càng phá bóng hiệu quả cao. Trong trận đấu ra quân V-League 2024-2025, ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai khiến khán giả bất ngờ khi tung Trung Kiên vào đội hình xuất phát. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng thủ môn trẻ này còn non kém kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật xử lý bóng bằng chân không tốt và chưa đạt đủ đẳng cấp để thay thế vị trí mà thủ môn Bùi Tiến Dũng để lại. Tuy nhiên, sau 3 trận giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới, Trung Kiên khiến người xem trầm trồ, được đồng đội, đồng nghiệp tán dương. Với những lần thi triển tài phản xạ cứu thua nhạy bén, thậm chí người hâm mộ bóng đá phố núi đã thầm cảm ơn Bùi Tiến Dũng. Khi cựu tuyển thủ quốc gia này quay xe, không ký hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai bị xem là chiếu dưới và được nhận định sẽ nhận thất bại khi tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku ở vòng 3. Thống kê trận đấu cũng thể hiện sự chênh lệch về chất lượng đội hình. Khi nhà đương kim vô địch với nồng cốt là dàn sao hàng đầu V-League, chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 65%, tung hơn 14 cú dứt điểm về khung thành thủ môn Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, các chân sút hàng đầu của V-League như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son, Henrio hay Keo Cesar đều không thể xuyên thủng hàng thủ được bố trí vững chắc, kiên cường xuyên suốt trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, Trung Kiên có 2 lần đánh bại Nguyễn Xuân Son, cứu 2 bàn thua trông thấy. Có Trung Kiên trong khung cổ, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai không còn nhận những bàn thua ngớ ngẩn như những mùa giải trước đó. Đội bóng của Bầu Đức không chỉ tìm lại bản sắc thi đấu tấn công đa dạng, giàu thể lực mà còn đạt hiệu quả cao khi tranh chấp, lăn xả lúc phòng ngự. Sự thăng hoa của Trung Kiên khiến người hâm mộ bóng đá Gia Lai dần quên hình bóng của người nhện Bùi Tiến Dũng ở mùa trước. Tiến Dũng đang gặp khó trong việc cạnh tranh suất bắt chính với đồng nghiệp Patrick Lê Giang trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và nếu có thể trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai dưới dạng cho mượn. Từ giai đoạn lượt về của V-League 2024-2025, thì thủ môn có biệt danh người hùng Thường Châu này cũng khó thể xoán vị trí của đàn em Trung Kiên.